Chào các bạn, hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách đăng ký dịch vụ qua đầu số miễn phí 18008198. Và trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đăng ký dịch vụ báo cuộc gọi nhỡ MCA. Và cách thực hiện đăng ký, các bạn gọi 18008198, khi có tín hiệu kết nối các bạn bấm 183. Có thuê bao là 5.500 đồng một tháng, và để xác nhận các bạn bấm phím 1 ạ. Và lập tức có tin nhắn thông báo trả về, các bạn có thể kiểm tra. Đây thông báo luôn ạ. Quý khách đăng ký thành công dịch vụ thông báo cuộc gọi nhỡ MCA, cước phí 5.500 đồng một tháng, và có thông tin thêm bên dưới nữa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hy vọng các bạn sẽ đón xem các video tiếp theo về các cách đăng ký dịch vụ khác. Cảm ơn các bạn.